Mua kính cường lực tại webphuken.vn, lựa chọn tốt nhất cho smartphone. Xin chào các bạn, mình là Dương Dê, tiếp tục cái series tư vấn những chiếc điện thoại dành cho sinh viên chuẩn bị đỗ đại học cũng như là các bạn học sinh vừa mới đỗ vào cấp 3. Thì ngày hôm nay mình sẽ tư vấn cho các bạn top những cái chiếc điện thoại tốt ở trong cái tầm giá từ 4 triệu cho tới 5 triệu đồng. Thực ra là dưới 4 triệu cũng như là hơn 5 triệu đồng một tí. Đấy, và những cái chiếc điện thoại này thì là những chiếc điện thoại hàng cũ. Tại vì sao mình lại tư vấn hàng cũ? Bởi vì là với hàng cũ chúng ta đã lựa chọn được flagship rồi. Đấy, còn nếu mà các bạn nào mà muốn tham khảo những cái chiếc điện thoại hàng mới thì các bạn có thể tham khảo qua cái video trước đó mình đã làm. Đấy, trước đó là mình có liệt kê ra top 9 cái chiếc điện thoại hàng mới tinh luôn dành cho các bạn học sinh sinh viên trong cái tầm giá từ 4 triệu cho tới 5 triệu. Đấy, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với hàng cũ nhé. Cái sản phẩm đầu tiên mà mình muốn giới thiệu đến cho các bạn đó chính là Samsung Galaxy S7s phiên bản 2 SIM bản Hàn. Đấy, đây là hàng 99% đang được bán tại Clickbuy với mức giá là 4.190.000 đồng. Và khi mà các bạn mua hàng tại Clickbuy thì cái mức giá của nó với các màu sắc nó sẽ dao động từ 4.190.000 cho tới 4.390.000 đồng. Đấy, và những cái gì mà về Galaxy S7s thì mình đã nói quá nhiều về cái sản phẩm này rồi. Đây là một sản phẩm có một thiết kế đẹp, màn hình 2K của nó cũng khá đẹp. Hiệu năng thì ở thời điểm hiện tại với cái tầm giá này là một hiệu năng mình nghĩ là đủ tốt rồi. Với con chip Exynos 8890 kèm theo đó là 4GB RAM với cả 32GB bộ nhớ trong là một cái hiệu năng tương đối đủ tốt ở thời điểm hiện tại rồi. Camera của con này cũng rất ngon ở trong tầm giá của nó. Quay video ngày trước mình đã sử dụng con này để quay một số video review về máy lọc nước các thứ đấy. Thời điểm ngày xưa, cái đấy mấy năm mình quay vẫn ngon lắm. Pin của Galaxy S7s cũng là một viên pin châu 3600mAh, có hỗ trợ cả sạc nhanh. Đấy, nói chung là cái sản phẩm này thì có chỉ một điểm duy nhất mà mình chê thôi, đó là cái cổng sạc của nó là cổng sạc micro USB. Đấy, chứ còn ở trong cái tầm giá của nó thì chúng ta cũng không có quá nhiều cái những điểm để chê. Tuy nhiên khi mua hàng cái sản phẩm này thì các bạn hết sức chú ý cho mình một điều, đó là cái sản phẩm này thì nó cũng là một sản phẩm cũ rồi, ra mắt cũng lâu rồi, nên là cái hiện tượng xuất hiện lỗi chảy mực màn hình và các cái linh kiện bị xuống cấp là điều không thể tránh khỏi được. Và cái chi phí sửa chữa cho Galaxy S7s nếu phát sinh lỗi là rất cao. Đấy, sản phẩm có gì là chúng ta phải nói thẳng nói thật với nhau, đúng không nào? Chính vì thế nên các bạn hết sức chú ý cho mình cái điều này. Nên là khi đi mua hàng tại Clickbuy, các bạn đến các bạn test kỹ cho mình nhé, xem là cái sản phẩm nó hình thức cái thứ nó còn mới hay không. Đó. Rồi, còn nếu mà các bạn lo lắng tới cái việc là máy sợ sửa chữa đắt tiền, ít linh kiện sửa chữa hoặc là giá sửa chữa nó cao các thứ, thì chúng ta có thể nghĩ đến iPhone. Riêng iPhone thì linh kiện tìm rất nhiều và cái chi phí sửa chữa nó cũng rất là rẻ thôi. Sửa chữa thì rất là nhanh chóng. Với cái tầm giá khoảng 4-5 triệu đồng, ta có thể lựa chọn được iPhone 6s Plus Lock 32GB. Vẫn còn bảo hành luôn, đang được bán tại Clickbuy với mức giá là 3.990.000 đồng. Đấy, tùy từng cái phiên bản khác nhau mà cái màu sắc nó sẽ chênh lệch khác đi. Đối với cả iPhone 6s Plus ấy, thì mình sẽ tư vấn cho bạn là cái phiên bản 32GB, tại vì 16GB bây giờ là rất tù túng rồi. Đấy, ít nhất là bây giờ chúng ta cũng phải sử dụng một cái phiên bản bộ nhớ trong nó cao. Sau này thì có một cái thiết kế đến thời điểm hiện tại mình đánh giá là lỗi thời rồi. Đấy, nhưng mà nhìn vào cầm một sản phẩm màn hình to của Apple thì nhìn nó vẫn cứ có gì đó gọi là sang chảnh. Đấy. Màn hình của nó thì cũng đủ lớn, màn hình 5.5 inch độ phân giải là Full HD. Màn hình của nó khá là đẹp mắt và chân thực. Đó. Hiệu năng thì vẫn đủ tốt ở thời điểm hiện tại với Apple A9 và 2GB RAM. Mình chỉ nói là đủ tốt thôi nhé. Chứ còn năm sau là iPhone 6S Plus nhiều khả năng sẽ bị khai tử. Đấy, mình nghĩ là như vậy. Camera của nó cũng ở mức độ đủ tốt. Thời lượng pin thì rất trâu. Tuy nhiên là với cái pin trâu như thế nó lại không hỗ trợ sạc nhanh. Đây là cái điểm mà mình không thích một chút nào cả. Con này thì qua một số những bài test nước ở trên mạng thì có hỗ trợ cái kháng nước kháng bụi, nhưng mà Apple lại không công bố cái tính năng đó, nên là thành ra chúng ta cứ coi như là nó không có kháng nước kháng bụi đi. Nhưng mà cái nhược điểm chết người của iPhone 6S Plus đó là cái việc chóc sơn. Đấy, các bạn hết sức cẩn thận khi mà lựa chọn mua những cái phiên bản như kiểu là màu rose gold. Đấy, thì cái phiên bản đó là phiên bản chóc sơn kinh nhất. Còn nếu mà lựa chọn thì mình khuyên các bạn là nên lựa chọn những phiên bản nào mà là phiên bản tối màu ấy, kiểu như là cái màu ray chẳng hạn. Đấy, còn nếu mà các bạn muốn mua những cái sản phẩm iPhone mà sử dụng được lâu dài hơn, ít nhất là khoảng nửa đời sinh viên chẳng hạn, khoảng 2 năm, thì chúng ta có thể lựa chọn được iPhone 7 32GB hàng quốc tế. Đấy, nếu các bạn lo lắng là iPhone 6S Plus là hàng lock thì chúng ta đã có iPhone 7 32GB quốc tế rồi. Sau này thì đang được bán tại Clickbuy với mức giá là 4.990.000 đồng, với việc là các bạn sẽ mua được màu Jet Black. Còn với những màu khác ấy, thì giá của nó sẽ cao hơn khoảng một vài trăm nghìn. Với iPhone 7 là cái chiếc điện thoại mà mình đang sử dụng này, thậm chí là chiếc điện thoại mình đang sử dụng bây giờ là iPhone 7 lock cơ, chứ không được như kiểu iPhone 7 quốc tế mà
mà mình tư vấn cho các bạn đâu. Còn nếu mà các bạn mua hàng lock ấy, thì trong tầm giá từ 4 đến 5 triệu các bạn hoàn toàn có thể mua được iPhone 7 lock phiên bản 128GB. Như thế thì hiệu năng của nó sẽ rất thoải mái cho các bạn sử dụng. Đấy, iPhone 7 là một sản phẩm thiết kế nhỏ gọn, màn hình cũng nhỏ gọn, hiệu năng thì vẫn rất tốt, dùng được 2 năm nữa. Apple A10 với 2GB, các bạn yên tâm là dùng 2 năm nữa vẫn được. Đó, camera của con này vẫn đủ tốt, quay video ngon, thu âm. Đây, chính vì cái iPhone 7 mình đang thu âm cho các bạn này, các bạn sẽ biết được luôn thu âm của nó như thế nào. Đấy, rồi là pin thì yếu đấy, pin yếu phải sạc 2 lần. Nhưng bù lại là chúng ta sẽ có kháng nước, kháng bụi, chúng ta sẽ có bộ đôi loa ngoài nghe khá là to và cũng hay. Đấy, đấy là những cái thông tin về iPhone 7. iPhone 7 bây giờ dùng sinh viên thì cũng được. Sản phẩm tiếp theo mà mình muốn giới thiệu đến cho các bạn đó chính là Samsung Galaxy S8 Hàn. Cái phiên bản này thì đang được bán tại Clickbuy với mức giá là 5.190.000 đồng. Đấy, phiên bản này thì các bạn hoàn toàn có thể độ lên 2 SIM rất thoải mái luôn. Với Galaxy S8 Hàn thì đó là một sản phẩm có một thiết kế đẹp, màn hình 2K cũng rất đẹp, màn hình cong luôn. Hiệu năng cũng rất tốt với con chip Exynos 8895, RAM 4GB, bộ trong 64GB. Camera con này cực tốt, tốt hơn iPhone 7 rất nhiều. Quay video của con này cũng ngon. Thời lượng pin con này thì ở mức độ đủ dùng thôi, 3000 mAh. Tuy nhiên là nó có hỗ trợ sạc nhanh qua cổng USB Type-C. Và với mức giá là 5.1 triệu này thì các bạn mua phiên bản Hàn thì là chip Exynos, nhưng các bạn muốn mua một hiệu năng cao hơn thì các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn phiên bản Mỹ với chip Snapdragon 835. Đấy, tuy nhiên là phiên bản Mỹ thì các bạn sẽ chỉ có một SIM thôi và không thể độ lên 2 SIM được. Đấy là cái mà chúng ta phải đánh đổi. Đó. Còn nếu mà chúng ta muốn mua một cái phiên bản Galaxy S8 khác mà cái pin của nó trâu hơn, thiết kế nó hầm hố hơn, chống va đập tốt hơn thì chính là Samsung Galaxy S8 Active. Trước kia thì mình đã có trên tay cái sản phẩm này rồi và nó đang được bán tại Clickbuy với mức giá đúng bằng Galaxy S8 Hàn là 5.190.000 đồng. Còn hình như nó chỉ có một màu duy nhất được bán tại Clickbuy thì phải, nên là nó không có cái phân biệt màu sắc khác, nó chỉ có mỗi màu đen thôi. Sau này thì cái cấu hình gần như là tương tự, nó chỉ khác S8 Hàn ở cái con chip thôi. Đấy, đầu tiên là nó sẽ có con chip Snapdragon 835 này, có RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB này, cũng có camera đẹp, có thiết kế thì nó khác biệt hoàn toàn luôn, không có cong, xong rồi không có bo nhiều, mà nó là thiết kế mà mặt lưng phía sau là cao su rồi khung viền thép luôn. Đấy, rất cứng cáp và nhìn rất khỏe khoắn. Màn hình thì cũng được, màn hình 2K. Đấy, nhưng mà viên pin của nó đã được nâng cấp lên rất nhiều thành viên pin 4000 mAh, hỗ trợ kháng nước kháng bụi mình nghĩ là sẽ tốt hơn. Đấy, mặc dù là cái tiêu chuẩn cũng xem với nhau nhưng mà chống va đập thì chắc chắn là ngon hơn rất nhiều rồi. Tuy nhiên là khi mua Galaxy S8 Active ý, thì chúng ta cũng phải để ý đến một điều, đó là nếu mà nó hỏng thì cái linh kiện sửa chữa chúng ta tìm kiếm nó cũng sẽ khó khăn hơn, cái thời gian chúng ta chờ bảo hành nó cũng sẽ lâu hơn. Đấy, nhưng mà với một cái sản phẩm mà mình thấy là nó nồi đồng cối đá như này thì nó cũng rất khó hỏng. Đấy, thực sự là để đến lúc mà nó hỏng thì cũng không biết đến khi nào, chỉ trừ khi là chúng ta phá lắm thôi. Rồi, và cái sản phẩm cuối cùng mà mình muốn giới thiệu đến cho các bạn đó chính là LG V30. LG V30 thì mức giá của nó loanh quanh tầm khoảng dưới 5 triệu. Tuy nhiên nếu các bạn muốn mua cái phiên bản LG V30 Plus với bộ nhớ trong 128GB để quay video nhiều ấy, thì mức giá của nó đang được bán tại Clickbuy là 5.490.000 đồng. Tại sao mình lại nói về LG V30 Plus? Bởi vì đây là một sản phẩm có điểm nhấn về camera khá đẹp, nó có cả camera góc rộng ở phía sau nữa. Đấy, nếu mà các bạn nào hay quay video nhiều, các bạn nên lựa chọn cái phiên bản bộ nhớ trong cao hơn, bởi vì mức giá nó chênh lệch cũng không quá nhiều, thì chúng ta nếu mà cố lên được thì vẫn nên cố lên. Với LG V30 hay là V30 Plus thì nó sẽ sở hữu con chip Snapdragon 835, RAM đi kèm theo máy sẽ là 4GB, bộ nhớ trong là 64GB với phiên bản thường và 128GB đối với phiên bản Plus. Nó sẽ có bộ đôi camera kép ở phía sau có độ phân giải là 16MP, một camera chính và một camera hỗ trợ cho việc chụp ảnh góc rộng và quay video góc rộng. Nó sẽ có một cái camera tự sướng có độ phân giải là 5 chấm. Camera tự sướng của LG thì không trông chờ gì được vì nó rất là kém. Màn hình thì là 6 inch, màn hình cũng là màn hình 2K. Rồi là pin 3300 mAh, có hỗ trợ sạc nhanh. Viên pin này thì LG đã tối ưu hóa tốt hơn rồi. Ngoài ra nữa thì LG V30 cũng tập trung vào cái công nghệ âm thanh rất tốt. Nó có 4 chip âm thanh DAC rời. Đấy, nên là sử dụng nghe nhạc qua tai nghe của nó sẽ rất là hay. Và như vậy là mình vừa mới giới thiệu cho các bạn một số những cái sản phẩm hàng cũ dành cho các bạn học sinh sinh viên trong cái tầm giá từ khoảng dưới 4 triệu cho tới khoảng trên 5 triệu. Các bạn cảm thấy sao về 4 cái sản phẩm này? Và theo các bạn thì 4 sản phẩm này có đủ thuyết phục các bạn hơn so với cả những cái sản phẩm tầm trung hàng mới mà hôm trước mình giới thiệu hay không? Cũng có thể để lại comment để cho mình biết nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.